chúng ta sẽ học bài số 3 nói về nghề nghiệp, Unit 3, My Job. Và chúng ta sẽ học một số từ nói về nghề nghiệp. Trước hết là thầy giải thích cho chúng ta một số cái ý nghĩa, chẳng hạn như job nghĩa là nghề nghiệp, manager là giám đốc hoặc là quản lý, waiter là bồi bàn nam, cleaner là lao công hoặc là người quét dọn, cook là đầu bếp, là người nấu ăn trong trong bếp, porter là người khuân vác làm trong nhà hàng khách sạn, pilot là nhân viên phi công lái máy bay. Và tiếp theo thầy sẽ đọc và chúng ta sẽ đọc theo từng từ một. Job, manager, waiter, cleaner, cook, porter, pilot. Và bây giờ chúng ta tiếp tục học từ vựng của bài số 3, các từ vựng chỉ nghề nghiệp. Waitress có nghĩa là bồi bàn nữ. Taxi driver, tài xế taxi. Mechanic là người thợ máy, sửa xe máy hoặc là xe hơi. Secretary là thư ký làm trong văn phòng. Và tất cả các em sẽ đọc theo thầy một lần. Waitress, taxi driver, mechanic, secretary. Bây giờ tất cả các em sẽ chuyển sang phần ngữ pháp để nói các câu về nghề nghiệp. Và bây giờ tất cả các em sẽ học phần tiếp theo, phần ngữ pháp của bài số 3. Thầy sẽ giới thiệu sơ bộ về các tính từ sở hữu. Các tính từ sở hữu là từ nói về quyền sở hữu của một đồ vật, con vật nào đó thuộc về quyền sở hữu của ai. Và nó xuất phát từ đại từ nhân xưng sẽ chuyển sang thành tính từ sở hữu. Đọc câu thầy. I, my. I là tôi và my chuyển sang là của tôi. Tiếp theo, you, your. You là bạn, chuyển sang là của bạn. He, she, it. His, her, is. He là anh ấy. Và his, của anh ấy. Và she là chị ấy, chuyển sang her là của chị ấy. It là nó, chuyển sang là is là của nó. Tiếp tục, chúng ta có số nhiều. We, our. We là chúng tôi, chúng ta, chuyển sang là our là của chúng tôi, của chúng ta. You, your. You là các bạn, tức là từ hai người trở lên, và chuyển sang tính từ sở hữu là your, của các bạn. They, there. They là họ, và chuyển sang tính từ sở hữu there là của họ. Và chúng ta có các ví dụ như my car, xe hơi của tôi. His children, con cái của anh ấy. Nói chung lại, các tính từ sở hữu của chúng ta luôn luôn đứng trước các danh từ số ít hoặc số nhiều, chỉ đồ vật hoặc là con vật. Và sau đây tất cả các em sẽ đọc lại một lần cuối cùng với thầy. I, my. I, my. You, your. You, your. He, his. He,
his, she, her, she, her, it, is, it, is, we, our, you, your, they, there, my car, his children. Bây giờ các em muốn hỏi về nghề nghiệp của một ai đó thì chúng ta sẽ học về các mẫu câu sau đây. Bây giờ tất cả các em sẽ học phần thứ 3, phần đàm thoại conversation, và thầy sẽ giải thích sơ bộ về các câu sau. What là gì, trong câu luôn đứng ở đầu câu, và chúng ta có tính từ sở hữu do luôn luôn đứng trước các danh từ. Your name, tên của bạn, hoặc là your job, nghề nghiệp của bạn. Và câu what's your name có nghĩa là tên của bạn là gì, và khi trả lời chúng ta dùng là my name's, tên gì đó. Tất cả chúng ta đọc theo thầy. What's your name? My name's Dean. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thay thế các tính từ khác vào, chẳng hạn như your name, chúng ta cũng có thể thay thế là his name. Chẳng hạn như what's his name, tên của anh ấy là gì, thì khi trả lời là his name gì đó, là tên của anh ấy là. Hoặc là hỏi về tên của chị ấy là gì thì chúng ta thay thế vô là her vô đây thôi. Chẳng hạn what's her name, thì khi trả lời là her name. Tiếp theo, và bên cạnh đó chúng ta có câu hỏi về nghề nghiệp của bạn là gì. Tương tự như vậy, các em đọc theo thầy. What's your job? Và khi trả lời chúng ta chỉ cần trả lời I'm a manager. Tôi là một giám đốc. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng có thể hỏi nghề nghiệp của anh ấy là gì, thì chúng ta chỉ cần thay thế cái tính từ sở hữu vô đây. What's his job? Đọc bạn. What's his job? Và trả lời chúng ta dùng he is a manager, anh ấy là một giám đốc. Và chúng ta cũng có thể hỏi nghề nghiệp của chị ấy, cô ấy, chúng ta thay tính từ sở hữu là her vào đây, chẳng hạn như what's her job, là nghề của chị ấy là gì. Và trả lời thì chúng ta dùng một cái câu trả lời đơn giản như là she is a manager. Tiếp theo, chúng ta phía dưới chúng ta có phần mà từ xác định hoặc an nghĩa đều là một. Và chúng ta thấy khi chúng ta dùng thì chúng ta dùng trước một cái danh từ có các cái phụ âm, chẳng hạn như a manager, a cook, a taxi driver. Và chúng ta dùng an trước một nguyên âm, chẳng hạn như UEOAI, đọc tiếng Việt là uể oải, và chúng ta dễ nhớ. Ví dụ như là an actor, một diễn viên nam, hoặc là an apple, một quả táo, hoặc là an actress, một nữ diễn viên. Và là chúng ta đã học xong bài số 3 nói về cách hỏi về nghề nghiệp và trả lời. Và thầy hy vọng sẽ gặp lại các em ở bài tiếp theo. Goodbye, see you.